Khả năng ô tô xin kính chào tất cả quý vị anh chị, quý cô bác, quý bà con cùng toàn thể mọi người. Xin kính chúc tất cả mọi người đang đã và xem đang xem cái video clip của Khả năng ô tô đây. Một lời kính chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Chúc cho mọi người luôn luôn may mắn, mạnh khỏe, thành công và kiếm thật nhiều tiền nhé. Khả năng hôm nay có về một mẫu xe đời 2015 phân khúc hạng B, sedan 5 chỗ 2 đầu. Mẫu xe nha, thương hiệu của Nissan Nhật Bản các bạn, xe Nhật Bản mà. Đồng hành cùng nó thì có Vios và Accent. Thì đây là những mẫu xe cùng cạnh tranh phân khúc với nhau. Nhưng con này thì có vẻ như là nó kém hơn một chút, kém hơn về giá tiền các bạn. Mà cái mà chúng ta quan tâm nhất này, đây là một mẫu phân khúc hạng B rẻ nhất trên thị trường. Đấy, mấy con này mấy con rẻ nhất luôn ấy. Con này mấy con Attacker là hai con rẻ nhất thị trường luôn. Mà máy động cơ 1.5 bản đủ, có túi khí, có phanh ABS, na răng đúc đầy đủ rồi. Mà chỉ nên đời 2015 mà chỉ hơn 200 một chút thôi. Quý vị anh chị cảm thấy chiếc này nó có rẻ hay không? Anh em có thể bình luận bên dưới các bác nhé. Chỉ hơn 200 triệu đồng thôi, chúng ta sẽ được sở hữu một mẫu xe đời 2015, mới lăn bánh được có 6 năm thôi, mà tư nhân chính chủ biển Thái Nguyên. Xe này thì anh em mua về chỉ việc đổ xăng là chạy thôi. Sơn xi mã làm tỉa tót đánh bóng toàn bộ xe rồi. Máy gầm cực chất luôn, máy zin, keo chỉ zin, không đâm đụng va chạm gì. Chiếc xe được trang bị màn hình Android, cam nùi, cam hành trình, đầy đủ hết, full đồ, full phụ kiện, option vè mưa, tay nắm cửa, lẹp chân kính, na răng đúc đầy đủ hết rồi các bác nhé. Màn hình cam nùi, cả cam hành trình luôn. Chiếc xe này thì đời 2015, keo chỉ zin, không đâm đụng va chạm gì các bác nhé. Mẫu Nissan Sunny thì là mẫu xe mà phân khúc hạng B, nó cạnh tranh trực tiếp với dòng xe Vios hay là con Hyundai Accent. Nhưng mà con này nó rẻ hơn hàng trăm triệu đồng các bạn. Nếu Vios thì anh em phải mua 320, nhưng con này thì anh em chỉ mua với mức giá là 220 thôi. Anh em cảm thấy nó có hợp lý hay không? Một mẫu xe mà độ bền còn có khi còn tốt hơn cả Vios các bác nhé. Nhưng mà form dáng thì nhiều anh em bảo là không đẹp bằng, nhưng em lại thấy đẹp hơn. Em lại thấy Vios 2014-15 chưa chắc đã đẹp bằng con này. Nếu anh em đắp thêm 100 triệu nữa vào thì con này nó đẹp hơn rất là nhiều. Và form dáng của nó nhìn rất là rộng rãi, thoải mái, chỗ ngồi thoải mái, đằng sau lại có cửa gió điều hòa để cho anh em ngồi sau rất là mát luôn. Đấy, anh em cảm thấy nó hợp lý hay không? Thì hãy xin một like, một bình luận, một comment ở bên dưới các bác nhé. Còn tiền nào của đấy quý vị anh chị ơi. Con này có hơn 200 một tí thôi, đời 2015 thì cảm thấy nó hợp lý hay không thì anh em có thể alo trực tiếp cho Khả Năng nhé. Số điện thoại em 032 6062 789 các bác nhé. Anh em cứ đến trực tiếp cửa hàng. Trước khi đi anh em nhớ alo cho em sẽ chốt cho anh em giá mềm, giá êm cho quý vị anh chị nào mà đã và đang theo dõi Khả Năng ô tô trên kênh TikTok, YouTube hay là Zalo các bác nhé. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mẫu xe này thì nó động cơ 1.5, xăng nó sẽ tiêu hao bằng khoảng khuôn 6 lít trên 100 km, các bạn có thể tốt hơn một chút. Đấy, nhưng mà nó là dòng xe Nhật Bản, độ bền và tiết kiệm nhiên liệu nó cũng đặt lên hàng đầu, nên chính vì thế chiếc này nó cũng rất là hợp lý nhá. Một sai lầm của nhà Nissan Sunny là không được sản xuất đại trà và cũng không được cái form dáng, nó không được bắt mắt theo cái thị trường, ví dụ như con Accent và con Vios. Nếu mà còn hai form mà nó như con đấy nhá, nó mà như con đấy, hoặc là form máy con này mà cho vào cho sang cái con Chevrolet Cruze của Chevrolet nhá, thì bọn kia hít khói luôn các bạn. Đấy, bọn Vios hoặc là bọn Accent hít khói luôn. Máy con này nó ngon lắm, nhưng mà form dáng thì nhìn nó không được thuận mắt bằng cái con Vios thôi. Đây con Vios đằng sau kia các bác nhìn thấy không? Đây con Vios đằng sau này này. Đấy, cái đời này này, nhìn nó trông tù tù chứ làm sao chắc chị đẹp bằng con này, đúng không? Nhìn này, form dáng rất là sang chảnh luôn nhé. Nhìn con Nissan Sunny nó cảm giác như con Camry đời 2007-2008 đấy. Nhìn nó vẫn cứ đẹp. Đấy, em thì thấy nó đẹp, còn anh em nào mà thấy nó rẻ thì yêu. Còn nói chung là giá tiền nó cũng đánh vào cái thực tế của chiếc xe. Về độ bền thì em nghĩ nó còn bền hơn cả Vios luôn các bác nhé. Gầm bệ thì con này thì nói thật là nếu mà so với Vios thì không bằng Vios, nhưng mà nó chỉ kém một tí thôi, 1.10-1.9 thôi, chứ không để kém hẳn đâu các bác nhé. 1.10-1.9 thôi. Đi con này thì nó rộng bề ngang hơn, thì nó đầm hơn so với con Vios kia. Đấy. Đồ đạc phụ tùng thì con này ví dụ như con Vios hết 150 thì con này hết 120 các bác. À, con này hết 170 các bác nhé. Ví dụ con này hết 200 thì con kia hết 250 thôi. Tính thế cho anh em lựa. Ví dụ như con này hết 1 triệu thì con này hết Vios hết 1 triệu thì con này hết 1.2 triệu, kiểu như thế đấy. Đồ đạc thì nó cũng thay thế sửa chữa nó rất là dễ mà. Đấy. Đây này, em thấy nó hơn rất là nhiều, là nếu nó có cái bản đủ thì nó có thêm cái cửa gió điều hòa đằng sau. Ngồi đằng sau rất là mát, nếu mùa hè anh em nóng nắng nhá. Ngồi đằng sau nhá. Còn lâu mới mát để sau được, nhưng mà chỗ rộng nhỉ. Đây này. Các bác nhìn này, từ đây đến đây và 1 mét các bác. Đây này. Em ngồi ở đây rồi, em to em tạ mà em ngồi vẫn còn rộng thoải mái, hàng gang tay này, đằng trước em còn anh em ngồi hai người nữa vẫn ngồi được, đúng không ạ? Rộng rãi tha hồ luôn. Đấy, vô lăng thì thích hợp có túi khí, phanh ABS đầy đủ các bác nhá. Nếu giá này anh em chỉ mua được cái con i10 sedan thì anh em chỉ mua được i10 đời 2014 ấy. Hắt hủi con Sunny này quá anh em, giá quá rẻ luôn. Các bác cảm thấy nó hợp lý hãy alo trực tiếp Khả Năng. Có những nơi anh em nó người ta chỉ bán 170-180 thôi, các bác đừng có mà
so sánh quá, anh em cứ phải đến xem xe, xem thế nào đã, xe người ta có ngon hay không, có đâm đụng va chạm gì không thì hãng mua. Chứ còn thấy rẻ anh em đi thì mất công lại mất việc. Anh em cứ đến trực tiếp cửa hàng Khả Năng đây, anh em xem không được anh em về chỗ khác xem, ưng thì anh em quay lại, không ưng thì anh em đi chỗ khác cũng được, đúng không? Đấy, hợp lý thì anh em đến với nhau. Thì chiếc này thì Khả Năng đang niêm yết với mức cửa tiền là 228 củ đấy, nhưng mà để cho còn hơn 200 thôi nhá, khách hàng của Khả Năng ô tô sẽ được ưu đãi rất là nhiều. Quý vị anh chị một lần nữa xin một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ kênh được không ạ? Đấy, anh em nhìn này, 12 vạn hơn, chắc có thể là hơn rồi, nhưng mà máy thì rất là ngon các bác nhé. Đây em cho các bác xem phần máy luôn, máy móc thì rất là ngon và cứng cáp. Về động cơ 1.5 thì xăng tầm khoảng khuôn 6 lít trên 100 km các bác nhé. Đây, về phần máy của con này thì máy, mặt máy còn chưa mở này, mặt máy còn chưa mở nguyên keo này, chưa hạ máy luôn. Đây, cụm phanh ABS đây các bác ơi. Đấy, keo chỉ cabo đầu dàn sắt xi còn nguyên hết. Đấy, con này cứng cáp mà. Xe tư nhân chính chủ biển Thái Nguyên rồi, anh em về chỉ việc đổ xăng là chạy thôi. Lên đường với mức giá chỉ hơn 200 triệu đồng, anh em cảm thấy hợp lý thì alo cho Khả Năng ô tô. Khả Năng trân trọng cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn mọi người trong những video clip tiếp theo của em đang. Xin chào, hẹn gặp lại.